Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vườn thú ở Kim Ngân Hill ha, trên Đà Lạt ha các bạn ha. Thú và được tương tác vô chơi với lại các bạn thú luôn. Ai muốn vô chơi với các bạn hamster không? Này mà bình thường gặp chuột thường là tôi chạy mất dép rồi đó. Trời ơi, thấy ghét chưa. À, các bé đang được ăn cỏ đầu phộng ha. Bạn này đây thì lùi luôn. Bạn màu đen á, bạn màu nâu dễ thương quá. Ừ, nhiều bạn đang ăn của MB luôn ở bên này nữa nè. Đồi này 35 hectare. Bấm bao nhiêu loài thú ở đây em? Cừu này, hươu này, lạc đà này, chó, vẹt, công, gà tây. Vào chuồng ngựa lùng ha. Con này cũng thuộc dạng hơi to, còn những bạn còn lùng nữa. Là đây ba chó sợ. Dễ thương quá. Nhưng mà hơi thúi nha mấy cưng. Biết bao giờ mới đủ tiền xây một cái chuồng ngựa ta. Hay ngựa con ha, ngựa mẹ đẻ ra đang bú nè các bạn. Wow, dễ thương chưa. Này là các bạn hưu sao, nó vô chuồng hưu sao đi. À không thân thiện hả? À có nghĩa là mình cũng đứng nhìn thôi đúng không? Đứng xa xa thôi. Đó, bạn đực là có sừng. Mấy bạn cái là không có sừng. Đây, cù Valai ha. Là cù quý hiếm được xếp vào nhóm di sản với bộ lông có hai màu đen trắng xen kẽ. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vườn thú ở Kim Ngân Hill ha, trên Đà Lạt ha các bạn ha. Nghe nói rất là hấp dẫn luôn. Giờ mình sẽ được lên xe điện. Ủa, có lên xe điện không? Đi bộ lên, đi bộ thôi. Ok, sẽ có bạn này làm hướng dẫn viên ha. Thì lần trước mình đi, mình lên đây mình đi judo, nhưng mà judo xa quá. Thế là chưa đi Kim Ngân Hill chỗ này lần nào, để mình đi thử coi. Trong này là vườn thú và được tương tác vô chơi với lại các bạn thú luôn, chứ không phải là theo kiểu chuồn chuồn rồi cưỡi ngựa xem hoa ha. Cho nên là mình cũng rất là háo hức đi thử coi như thế nào. Không khí đây mát thiệt, nhìn mấy cây thông quá đẹp luôn. Sao em? À, hôm qua mưa cả ngày, hôm qua anh cấm chạy ở ngoài hồ Tuyền Lâm, nó cũng mưa xối xả luôn. Ok, nhìn xa xa là thấy mấy bạn ngựa rồi nha các bạn. Ồ, có chỗ chuột hamster nữa. Này chuột lang với thỏ. Rồi, ai muốn vô chơi với các bạn hamster không? Quá về dễ thương luôn. Trời ơi, quá dễ thương luôn. Ôi, cái bạn này đen thù lùi, thấy ghét đó. Ôi, dễ thương chưa kìa. Này mà bình thường gặp chuột thường là tôi chạy mất dép rồi đó. Ok, có chuẩn bị rau cho các bé ăn nữa kìa. Đâu, cho ba mấy cọng coi. À, đây Bi đưa cái hộp sữa đây, ba bỏ túi để con có tay con chơi. Ba cất vô túi ba nè, để con lại con có đồ tay con cầm rau cho em ăn. Đây ba cất cho. Rồi uống sữa hả? Con không đút cho em ăn sao? Con không đút cho em ăn sao? Đây đây con. Trời ơi, thấy ghét chưa. Bi lại đây còn cọng nè, cho em ăn, ba cho nè. Hả? Rồi, thấy cưng. Dạ, Bi cho em đó ăn đi. À, chạy. À, chạy rồi, đây. Cái rau này là rau gì vậy ta? Cỏ đậu phộng. À, cỏ đậu phộng hả? À, các bé đang được ăn cỏ đậu phộng ha. Đúng rồi, nhìn lá giống đùi lá đậu phộng. Ờ, bé nó ăn của Bi. Ba khoái bạn màu đen nè, để ba lại ba cho bạn màu đen ăn. Đây, bạn đen tuyền luôn nè. Ôi, thấy ghét chưa? Bạn này đây thì lùi luôn. Hello. Hello, mình là Nam Ngô. Ây à. Bạn màu đen á, bạn màu nâu dễ thương quá. Ôi ôi. Mặt dễ thương. Các bạn kia kìa, cái lông nó xù xù hết trơn mà. Trời ơi, xuất sắc luôn. Bi thích không? Gấu thích không gấu? Ừ, nhiều bạn đang ăn của MB luôn ở bên này nữa nè.
ăn hết cái lá con bi rồi. Bước ra hết rồi. Ờ, thấy ghét chưa? Con màu trắng đen giống gấu trúc vậy. Giống panda ha. Mấy bạn trắng đen nhiều, nâu trắng. Nhưng mà ba thích nhất là các bạn đang thù lùi kìa kìa. Ơi, bên này là những bạn thỏ nữa, ngoan quá. Sao? Là thỏ này cháu nó thấy Bibi nó dừng lại chơi cho em bị sợ. Nó thấy em bị dễ thương nó dừng lại cho em bị sợ hả? Em bị quen á. À thấy em bị quen á hả? Em bị có quen em không? Hả? Đó. Ở nhà cũng bị coi thỏ nó đầu. Thỏ nó đi. Nó đi chỗ cái. Chứ nó để đi cho mất rồi mẹ. Em bé ham chơi quá. Ban thỏ nhà ham chơi đầu hàng chỗ mất tiêu. Buồn quá trời. Mà cha biết không thấy bà thỏ đâu luôn. Ồ, bạn thỏ trốn nhà đi chơi rồi. Cha nó nhớ mẹ á. Chắc là bạn nhớ mẹ đó. Thương quá. Bạn này cười nhỏ nó thấy bi quen quá. Nó vừa lại cho bây giờ đi. Thấy em bi quen quá. Thấy em bi có quen em không? Rồi. Xong chưa? Để mình qua chuồng khác. Đây rất là rộng luôn ha. Ở đây mình là chắc khuôn viên rộng lắm hay ma. À cái khu đó là resort nghỉ dưỡng luôn. Ok. Đồi này 35 hecta. Bắn bao nhiêu loài thú ở đây em? Có ngựa nè, cừu nè, hươu nè, lạc đà nè, chó, vẹt, công, gà tây. Cũng đầy đủ quá ha. Tương tác mà mình, cái hay là mình vô mình tương tác được vậy nè, thích hơn. Dạ. Chuồng này là chuồng cừu này, nhưng trời mưa này em không dám thả xuống. À. Cừu này là cừu Việt Nam mình ấy, chuồng này ấy. À chuồng kế bên đây á hả? Dạ. Đúng rồi. Mình đi lên trên kia là có cừu thị sĩ, à. Lạc đà alpaca, à. Hươu sao. Dạ. Ok. Rồi, thôi đi qua bên chuồng cừu nha. Ê, qua bên chuồng khác coi. Đi rồi á hả? Ồ, nguyên cái hàng rào cẩm tú cầu quá đẹp luôn. Nãy đường vô quá trời cẩm tú cầu luôn. Ở này về mình. Ơi, coi chừng đừng đạp lên hoa nha. Này trong mình nóng quá trồng không được. Trồng không lên nổi. Ở ngoài này mát mẻ nên mới trồng được thôi. Bên kia là những bạn ngựa ha. Chuồng này là chuồng cừu nè các bạn. Nhưng mà do trời mưa quá cho nên là không có thả các bạn nó đi ra. Đó. Ngựa. Này, cẩm tú cầu. To chà bá luôn. Ba nghe. Đúng rồi, trời mưa đó. Đây là những bạn ngựa lùng nè. Ngựa lùng pony. Cối xe gió kìa em Bi. Hả? Cối xe gió kìa gấu. Nóng chạy đúng rồi. Cái này là quay quay, quay là nóng chạy á, đúng rồi đó. Đó. Này là ngựa lùng, đây là những bạn ngựa lùng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào chuồng ngựa lùng ha. Mình cũng rất là mê mấy bạn ngựa lùng như thế này. Không cưỡi đâu hả? Mình tương tác, mình vuốt ve em thôi. Hả? Đây là những bạn ngựa lùng, nhưng mà theo mình biết á, cái này nó còn cái giống nó nhỏ nữa, nó lùng nữa. Coi như là từ dưới đất lên chút xíu thôi. Mấy bạn này cũng thuộc dạng hơi to, còn những bạn còn lùng nữa. Hello. Mắc cỡ. Ôi nè đó. Chút xíu rồi xíu rồi. Bi lại đây ba cho sờ. Lại đây ba cho sờ. Ồ,
nó chạy rồi. Ừ, dễ thương quá nhưng mà hơi thúi nha. Ừ, dễ thương quá nhưng mà hơi thúi nha mấy cưng. Hello. Dễ thương ha, đẹp ha. Biết bao giờ mới đủ tiền xây một cái chuồng ngựa ta. Thiệt. Tối nay về nằm mơ tiếp. Ok thôi đi ra đi mấy bạn này. Không có cho đụng chạm. Ha, này ngựa con ha, ngựa mẹ đẻ ra đang bú nè các bạn. Wow, dễ thương chưa. Phải bú không vậy ông nội? Đúng rồi. Ủa sao mình thấy có một cái núm vú rồi ta? Sao thấy có một cái núm vú nó không có nhiều giống như của con bò ha? Đúng rồi. Vú á. Ok, để về tìm hiểu tiếp. Rồi, chúng ta sẽ đi qua chuồng khác đi. Ờ. À, có hai quả vú đúng không? Hàng kia nhìn nó không giống con bò. Ôi đã quá, thiệt á. Đất Đà Lạt thì vừa mát mẻ, vừa gọi là đồi dốc như thế này nè. Rồi cái cây thông cũng là cái cây mình thích nữa, rất là đẹp. Biết bây giờ mới đủ tiền làm cái ta. Anh cũng dân nuôi thú. Anh nuôi bò sát. Nhưng mà cũng mê mấy con này. Ở bên này là cừu các bạn. Nhưng mà mấy cái con lông nhiều trong cái mùa mưa này nó hơi dơ. Lông nó bết bết rồi nó dính sình rồi này nọ. Này cừu Việt Nam hay cừu gì em? Cừu Va Lai. Cừu Va Lai. Va Lai là của Thụy Sĩ ha? Dạ. Giống này giống Thụy Sĩ. Đây, cừu Thụy Sĩ các bạn. Cái lông nó hơi bết. Hơi bết. Này chắc quay thôi. Đây là hươu sao này. À đây, đây là những bạn hươu sao. Này là các bạn hươu sao, nó vô chuồng hươu sao đi. Kêu là hươu sao thì tại vì trên mình nó có những cái đốm trắng như là sao á các bạn. Cái này nếu mà chúng ta đi thảo cầm viên á là chỉ đứng nhìn thôi. Còn đây là vô vuốt ve luôn. Không có thân thiện với mình đâu. À không thân thiện hả? À có nghĩa là mình cũng đứng nhìn nhìn thôi đúng không? Đứng xa xa thôi. Ôi, vậy là ở này là một đực hết ta? Có một bạn đực thôi. Bạn đực là bạn có sừng. Đó, bạn đực là có sừng. Mấy bạn cái là không có sừng. Ôi nhìn ở dưới kìa. Ở dưới toàn là mấy cái farm trồng rau ha. Chắc trồng rau với lại trồng hoa. À, những cái vòm vòm á. Đó, bạn nằm nha. Có đá không à em? Không thân thiện thôi nhưng mà không đá đúng không? Ở đây các bạn được ăn ăn rơm với lại ăn bắp. Phân hưu, phân nai với lại phân thỏ đều giống nhau bạn. Nó giống như cái viên thuốc tể vậy, tròn tròn nhỏ nhỏ nè, đen thui lùi nè. Giống trà sữa chân châu. Cái này nó giống hạt trà sữa chân châu. Hạt chân châu hết ra dám uống luôn. Ok, hơi lầy hơi dơ ha. Rồi, qua chuồng khác. Nhìn ở dưới bao la bát ngát luôn. Nè, sikula này xê. Ăn đi. Em Bi đâu rồi? Bên này là cù Thụy Sĩ ha. Hồi nãy em nói là cù gì ta? Lava hả? Cù Va Lai. Cù Va Lai. Khá là đặc biệt á. Để bây giờ mình đi vô trong mình quay gần gần cho các bạn coi nha. Cái con sù này, cái con cù này cái sừng nó giống như phim rồi đó là phim gì ta?
những cuộc phiêu lưu của Sinbad đấy. Các bạn nhớ có một cái con quái vật hay ác quỷ gì, nó có cái sừng sắn sắn này nè. Con cừu gì? Ô các bạn, những cái bạn cừu này, đây, cừu Valai ha, là cừu quý hiếm được xếp vào nhóm di sản với bộ lông có hai màu đen trắng xen kẽ, trong đó phần lông che kín toàn bộ khuôn mặt. Điểm khác biệt của loài cừu này đó là lông có hai màu đen trắng xen kẽ nổi bật là lông, mặt, tai, chân cũng là điểm loài cừu này. Cừu này hay làm gấu bông nè, cái mặt dễ thương, lúc mà nó còn nhỏ quá dễ thương luôn các bạn. Mặt đen đen à, mặt hài ghê không? Phần lông trắng dài mềm là và xoắn lọn là những sợi dây thần của cừu mũi đen, là nguồn cung cấp 4 kg len mỗi năm. À, một con sẽ cung cấp được 4 kg len mỗi năm ha. Tuổi thọ cũng có 10 với 12 năm mà, cũng ngắn. Cỡ tuổi chó. Ôi cái trái này trái gì em? Cà chua thân gỗ. À, cà chua thân gỗ nè. Thấy cái cây của đó ngoài đó. Có ăn được không em? Có chín rồi mình ăn được ạ. À. Lát anh hái ăn trái được không? Dạ. Ok, thank you em. Nó có bán. Đây zoom vô cận cảnh đây. Cái cặp mắt nó lạ các bạn, cái cặp mắt nó cái con người của nó nằm ngang ha. Mình thấy thường thường là nó tròn, hoặc là nếu mà có giống như loài rắn rồi nó sẽ nằm dọc, còn con này nó lại nằm ngang. Lông của nó thì hơi dơ, lông nhiều quá cho nên là mưa ướt này hơi dơ, nhưng mà mũi đen ha. Ủa sao anh thấy trên hình kia là nguyên cái full mặt nó đen hết, còn này nó có chỗ này trắng ta? Con cừu Valai. À. Đây các bạn, cái bộ sừng của nó xoắn ha. Đi xuống đầu nó xoắn. Thì khi mà nó già nữa là nó xoắn tiếp đúng không? Nó lại xoắn tiếp, nó lại đưa ra đây nè. Đó. Này có mã số. Chắc về rồi chơi tẩy màu luôn quá, cho nó quăng quăng giống nhau luôn. Đây, con này già tuổi hơn nè, các bạn coi cái bộ sừng của nó nè. Nè, nó xoắn ngược lên đây nè. Đúng rồi, được đi vô trường xem hết. Ok. How are you? Em bị sợ hả? Có ba ở đây, không sợ. Ồ, mấy con cừu này nó có tập quýnh bóc nữa các bạn. Để cho nó hút hả em? Không, bạn em tập thôi à. À, bạn em tập à. Chứ tưởng mấy con hồ, mấy con cừu này được training để hút chứ. Đây bi đi ba nè, ba sau lưng nè. Không sao. Nhìn nó hơi ghê hả? Các bạn nhìn nó chung á. Nói chung là những cái bạn cừu này thì nếu mà nó sạch sẽ thì sẽ dễ thương ha. Nhưng mà tại vì đang trong mùa mưa cho nên là lông nó bết thì nhìn nó hơi cũng hơi sơ sợ chút xíu. Thằng bi nó sợ quá, hơi nó quái. Nè nhìn trực diện cái bộ sừng con này nè, nó già tuổi nè. Đó. Cái bộ sừng của bạn nó sắn. Ok. Nói chung cừu thì rất là đầm rồi. Rùi bu tà le luôn, rùi ru với thương nè. Ok. Còn bên kia là những lạc đà abaca, đúng không? Đây là một cái dãy cây cà chua thân gỗ ha các bạn ha. Mình cũng coi trên mạng hôm nay mới thấy thực tiếp đây. Hả? À, vịt nè. Đây có mấy bạn vịt nè tép bi. Nhìn trong dễ thương nè các bạn. Cà chua thân gỗ ha. Khi chín thì nó sẽ có màu tím giống vậy nè. Đó. Không biết dễ trồng không? Đây, bạn này đang hái cho mình ba trái. Rồi, thank you em nhiều đây. Cà chua thân gỗ. Miếng cầm đúng không? Rồi, cho Bi cầm. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cái này là để về ăn luôn hả? Dạ, để ăn luôn. Mình ăn ở trong nhé, đừng có ăn vỏ nó nhé. Không ăn vỏ, bóp ra ăn cái trong thôi. Dạ. Cái này là không có xịt thuốc gì đúng không? Không. Cái này gọi là cái gì? Organic. Đâu để ba bóp ra ba ăn thử cái coi. Bi cầm cái này giùm ba được không? Để Ba coi chó đó ba ơi. Vô cái này nè, vô cái này nè. Ba coi chó đây đi theo đó ba ơi.
Chua các bạn. Đây là trong ruột đó. Chua. Cái này màu này nó màu khác nha anh. Rồi. Trái này nó lại màu vàng, hai giống khác nhau hả? Dạ. Cái này hơi chua, không biết cái này chua không? Cái vàng ngon hơn. Cái này ngon hơn. Cái vàng ngon hơn đúng không? Cái đỏ là chua quá. Ngon. Này biết đem về dưới chồng mình được không? Được, anh còn lấy con này về anh ươm đi. Về ươm hả? Ba, ok, thank you. Ươm lắm. Giống như anh về anh phơi nắng tầm tầm 2 nắng đấy. Ba, anh cho xuống đất ẩm. Tầm 10 15 ngày nó lên cây à. Để nguyên trái vậy luôn. Không, mình phải phơi nắng cái hột của nó. À, mình lấy cái hột ra mình phơi nắng. Hột, hột ok. Mình ra phơi nắng khoảng 2 nắng. Rồi rồi mình ươm. Ok. Rồi bắn đây đi, lát cho mọc lại luôn. Chết mẹ. Nãy giờ đụng mấy con cừu con kia mà giờ đi mút ngón tay. Ok, đi tiếp nha. Con chó vừa ị hả? Abaca nè. Ok. Cho bạn đó ăn kìa, mình có mua thức ăn không? Mua thức ăn đi. Rồi ai muốn lấy mấy ly rồi lấy đi. Đây là nè. 4 ly đi, mỗi bạn 1 ly. Đó, mỗi bạn 1 ly. Rồi. Bốn người nhé. Còn thiếu một cái nhạc luôn. Ok. Một người bia đó một cái nha. Rồi mỗi bạn là được một cái. Một khay. Rồi Nhiếm lấy đi con. Cầm khay này vào cho em nó ăn. Cầm con bưng vậy nè. Nhiếm ơi. Thì Si cầm đi, Si cầm cái đó đi. Ba mới hỏi cầm ba ơi. Khỏi cầm hả? Đâu. Cũng bà cũng lựa mới chịu, bà lựa cái này cái không lủng cũng chịu mới vậy mới được. Dạ em đi. Rồi cho ba đi. Rồi. Em ơi cho anh gửi mấy trái cà đây, lát anh lấy nha. Để anh đi chơi với. Cảm ơn em. Ok các bạn, đây là những bạn lạc đà Abaca. Thì những lạc đà, bạn lạc đà này là mình đã từng giới thiệu các bạn rồi ở Best Coffee Garden của anh Hòa Dương ha. Đó. Mà ở đây thì nhiều hơn. Ở anh Hòa Dương là con màu trắng. Còn đây là chúng ta sẽ có 3 bạn trắng và 1 bạn nâu ha. 2 bạn nâu luôn. Bạn nâu đẹp á. Trời ơi làm khí thế đây. Đây. Dễ thương nè Bi. Trời ơi. Dễ thương nhưng mà hơi thúi nha mấy cưng. Nhìn cái cặp mắt của mấy cưng thấy dễ thương, lông mi cũng dày. Ok. Ăn thấy ghét chưa nè. Không phải mẹ, hai người cầm. Hai người cùng cầm á hả? Ok. Rồi, nè, để cho tới cái bạn nâu này nè. Rồi, bạn nâu này đẹp quá. Màu nâu mới đẹp. Cái nâu nâu đẹp quá nè. Cháu ơi, bộ lông nó ấm áp lắm luôn á. Giống như là cái máy sửa vậy nè. Cái bạn còn dơ. Nãy ba ăn trái cà xong, ba mới đụng với bạn cù bên kia, ba ăn mấy cái... Trái cà nó nhiễu nhão, ba quên, ba nút luôn ngón tay. Hết rồi, bậy luôn. Đây, các bạn nâu này đẹp nè. Quay cái bạn nâu này cho các bạn khán giả coi nè. Có cái mặt đáng yêu quá. Ừ, cái mặt đáng yêu, cái mặt nó ngắn hơn. Cái mặt nó ngắn hơn mấy bạn trắng. Đúng rồi, em Bi cũng biết quan sát lắm. Cái ngoài vừa nó dơ quá nè.
Đây con. Em Bi đứng thẳng người lên, em Bi đi ra. Con này ăn từ tốn luôn. Từ tốn. Ơi, đằng kia còn một bạn hai màu nữa kìa. Ô, bạn hai màu này là con lai ha. Không thèm ăn nữa hả? Ok. Rồi qua đây còn một bạn ba màu sao nằm tách biệt bên kia kìa. Hai màu nằm tách biệt bên kia. Hả? Dữ quá hả? Đâu qua đây em. Con này là bạn hai màu này là lai giữa con trắng với con nâu hả em? À, có nghĩa là nhập từ nước ngoài về nó là vậy luôn nha. Thì mình nghĩ là con lai thôi. Cha mẹ, cha trắng mẹ đen, mẹ nâu hoặc là ngược lại thì ra bé này nó hai màu thôi. Nhưng mà nhìn cái mặt nó có vẻ không được thân thiện ha, mặt cũng ba gai lắm à. Cái mặt hơi bị quạo quá. Cái mũi nó cũng hai màu kìa. Mũi hai màu luôn kìa, đúng rồi. Cũng hay á. Trời ơi, đâu có được đẹp đâu mà sao chảnh vậy cưng. Thôi đi. Hồi nãy giờ người ta ăn bên kia mà không ăn găng mày sao bị xỉ lế xỉa vậy? Nãy giờ người ta cho ăn bên kia thì nằm đây. Hả? Chưa niềng găng. Chưa niềng găng hả? Rồi ok. Tiếp tục nha các bạn. Qua chuồng khác. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ơi chụp tới tấm hình coi. Ok. Thôi bye bye. Bye bye. Rồi. Bi sợ hả? Em bị sợ rất cao. Sợ gì? Con gà hai móng mua. Con gà là đà hai móng bị sợ quá hả? Đâu? Cái chân nó hai móng hả? Quay vô đây coi diễn tả cái chân đó nè. Chân em sao đâu? Hai móng sao? Ôi, hai móng vậy đó hả? Hay quá ta. Sợ nó cao hả? Trời đẹp quá, mát mẻ nữa. Hoa mà đỏ giống sữa của em Bi luôn hả? Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Ok các bạn, chúng ta bây giờ chúng ta đi xuống dưới là khu vực của chó nè, vẹt nè, công nè, gà tây nè. Ok. Ơi. Đây. Đi với ba. Rồi. Nắm tay nhau thật chặt. Như nhau thật lâu. Thích không? Bi đi chơi giờ Bi thích không? Không thích. Không thích. Sao không thích? Thích. Thích mà. Chứ Bi thích gì? Thích đi chơi thuyền hả? Hả? Thích đi chơi thuyền hả? Đó. Chơi thuyền rồi, giờ mình đi thăm mấy bạn thú đi. Có này có kia. Đi, ba đi từ từ nè. Ừ, dễ té quá. Ui, ui, ui. Bạn sâu rớm kìa Bi. Bạn sâu rớm nè. Bi thích không? Nó có gai. Nó có gai á, ngứa đó. Nó có độc độc. Độc độc hả? Ồ. Khá là đẹp luôn. Nó bỏ xuống dưới đi, cho nó có độc độc. Ok, rồi đi tiếp thôi. Coi chừng đạp em, coi chừng đạp bạn. Ồ, những cái này chắc hoa dại quá mà đẹp quá nè. Thảm hoa màu tím.
đẹp ha. Ba đi từ từ đây nè, ba đi, ba dẫn em Bi, ba đâu có đi nhanh được. Đi nhanh em Bi ở đâu? Đi nhanh em Bi làm sao? Em Bi đi nhanh, ba đi nhanh em Bi ở đâu? Bởi vậy ba biết mà, ba đâu có đi nhanh đâu, ba đi từ từ để ba dắt em Bi mà. Sắp tới nơi, trời ơi bên kia có cái thảm hoa đẹp, tím đẹp quá kìa em ơi. Còn không mau sống ảo. Ừ, coi chừng té đó. Wow. Này. Này hoa gì đẹp quá, để hỏi hỏi bạn ấy coi. Phải không? Rồi, không biết mà nói có vẻ tự tin quá. Ok, nè. Đằng kia nguyên thảm hoa nó màu gì vậy Bi, Bi nhìn coi. Hoa tím. Hoa tím đẹp không? Nó nhỏ. Đẹp không? Nó nhỏ. Này là hoa gì em? Này là thạch thảo tím. Ôi thạch thảo tím hay quá ta. Quá đẹp luôn. Tím. Ok tặng cưng nè. Hả? À, rồi. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rồi. Ở đây là có hai màu. Màu dưới kia nữa. Ba ơi, cái này ba con chim bị hãy nó đang rụng đầu á. Ờ, nó đang rụng đầu á hả? Đây là mấy bạn chó Corgi nè. Đó. Không gian này chạy nhảy là vô tư luôn. Corgi. Anh muốn vào thì vào nhé. Ok. Còn bên này là cái aviary vẹt. Đây nè, vẹt nè. Vẹt mình vô cửa nào ta? Mấy chỗ này em không dám cho vào. À. Vì em sợ mổ lắm. À, rất sợ mổ hả? Không sao đâu, có anh bảo vệ mà. Đây giờ chúng ta vô chuồng vẹt nha. Vào với nó chơi nhá. Vào cho nó đứng lên vai anh nhé. Ok. Thì trái qua chùa ở đây thôi. Nè mấy em vô chuồng vẹt không nè, Chiến ơi. Đây là một cái aviary khá là ok ha, cây có đẹp. Hello. Hello. Ở trong này nhìn sơ sơ là mình thấy có Cockatoo nè, có Blue and Gold nè. Để coi còn bạn nào nữa. Đó, bạn trắng là Cockatoo á. Đó. Con vẹt đó. Đó, hello kìa. Ừ, hello. Có ba ở đây mà con lo gì. Ai vậy vậy? SOS hả? Dạ. SOS ai làm gì mày đâu mà SOS. Nó bị nhớ đau chuồng lâu quá, nhớ là bị rụng đuôi, nó kêu SOS. Ờ, khá là đẹp ha các bạn, một cái aviary nó khá là mát mắt luôn. Ờ, những cái loại cây dương sỉ đồ này nọ các thứ. Ờ, có hồ nước nữa nè. Rêu. Nè, anh bỏ tay cho bé. Ok. Rồi qua đi. Wow. Quét quét quét. Chú em mà nhảy múa rồi hay lắm nè. Cho một tấm hình gọi là đi. Đó nãy giờ luôn. Ơi. Đây nè. Ừ lên đó đi. Dễ cưng quá nè. Dễ cưng quá nè. Chú em kia xuống đây luôn. Xuống không? Xuống đây. Xuống đây. Nè Bi, thấy em ngoan chưa nè? Ồ. Oh. Em Bi núp hả? Có bà, có bà, có bà. Mày hung dữ. Mày hung dữ quá là không được. À, đứng lên. Ờ có view trên này khá đẹp, đứng lên. Sợ quá. Rồi. Một cái cho tỉnh nha. Rồi.
Ôi kìa kìa, coi bé nó sừng cái màu lên đẹp chưa kìa, nó bảo vệ em Bi á. Nó thấy bạn Blue and Gold này làm hung dữ quá là em nó sừng màu lên để bảo vệ em Bi á. Bạn trắng này dễ thương nè. Rồi đi xuống đi nha. Không sao. Rồi đi ra. Rồi đi ra thôi. Đó. Nó nẹt bạn kia kìa, sừng màu lên kìa. Nó nẹt bạn kia đó. Nó nói bạn kia không có được bắt nạt em Bi. Ừ, không được bắt nạt em Bi nha. Rồi đi con. À. Ôi, đâu sao đâu, có ba đây mà. Ba sẽ bảo vệ cho em Bi mà. Bởi vì nó kêu lên. Nó kêu lên nó là giật mình đó. Rồi xong. Đúng rồi. Tại em Bi còn hơi nhỏ, em Bi hơi hoảng hồn. Rồi đi tiếp. Ừ. Đúng rồi, cái miệng của bạn Vẹt. Sao bà Bi không thích bạn Vẹt? Bi nói ba nghe coi. Bi nói bạn Vẹt trả thôi. Bạn Vẹt sao? Bi chỉ thích bạn Vẹt trắng thôi. À đúng rồi, bạn Vẹt trắng hiền. Còn bạn Vẹt kia làm sao? Bạn Vẹt kia nó hư. Nó hư quá hả? Nó hư nó làm gì em Bi? Nó mổ mổ. Nó chưa kịp mổ, nó mới có bài lại hét một cái là em Bi quýu. Nó chưa kịp mổ em Bi. Có ba bảo vệ mà, ba đâu có để cho nó mổ em Bi đâu. Hả? À. Này đây, chó Kogi. À, chó này của anh. Cái chuồng này đẹp mà rộng quá mà thả có hai bạn à hả? À. Sao cái chuồng này ngày xưa nhiều chim lắm? Nó làm bởi vì là cái chuồng này hồi xưa là nhiều chim này. À. Cái thằng kia nó làm có 2 ngày thôi. Nó mở cửa ra cho khách vô, nó không đóng lại. Quên bày đóng cửa. Trời ơi, biết bao nhiêu. Nào là Yến Phùng, nào là Sáu, nào là Khiếu, nào là cái gì là hết. Vừa còn có mấy con anh à. Ổn à. Dạ. Con hai màu á, nó rất kêu vỡ với mẹ không? Cái con hai màu á hả? Hai màu đó là hai màu gì Bi biết không? Đúng rồi. Hai màu đó con nhìn coi là màu gì với màu gì? Xanh nước biển màu vàng. Đúng rồi, màu xanh nước biển với màu vàng. Cho nên cái tên của bạn này là Blue and Gold đó. Đó. Được. Quay hết luôn, quay cho cạn luôn. À, bên này là những cái bạn công. Đây là những bạn chim công ha, có công trắng nè. Có bạn nào bung đuôi múa không em? Công này là toàn là công Ấn Độ hả, chứ không có công xanh Việt Nam mình. Mà các thôi chắc khỏi đi ha. Tại vì cũng vào cũng không có đụng lại chạm được, mình đứng mình ngắm từ xa nó sẽ hay hơn. Đối với chim đồ á thì mình ngắm từ xa các bạn nó sẽ tự tin, thì khi nó tự tin nó cái thần thái nó nhìn sẽ đẹp hơn. Còn mình vô là nó chạy tứ lung tung á. Công là để ngắm ha. Có những bạn kia khá đẹp á, mấy công trắng. Khá là nhiều bồ câu bay bên ngoài. Cái này bồ câu thiên nhiên hay là mình thả ta? Bồ câu mình nuôi ạ. À? Mình nuôi á, nuôi thả tự nhiên. Cái chuồng nó ở bên đó. Cái chuồng nó ở bên đó. Ok các bạn. Mình nói chung mình cũng có chơi bonsai nữa, cho nên nhìn những cái tán thông nè, em chỉ qua cái tán thông này rất là đẹp nè. Trong làm bonsai theo cái phong cách tự nhiên á, những cái tán nó đưa ra nó rất là thưa mà tự nhiên ha, đẹp quá. Từng cụm nhỏ gọi là tàn mây ha. Đó. Tự thiên nhiên nó ra những cái tàn mây cây thông như vậy quá đẹp luôn. Sang. Ok, bên kia có gà lôi ha, có gà. À đây nè các bạn. Chuồng bồ câu. Hai cái lóc chuồng bồ câu nuôi thả tự do. Này là gà kỳ lân. Gà kỳ lân. Gà kỳ lân. Ok, có những cái bạn gà tây này chúng ta sẽ ít thấy nè, ít gặp được nè. Đó.
con gà nhìn nó sorry nhìn nó như bị hộp và nhăn nhúm y như nó cái bộ não người vậy các bạn. Nhìn cũng hơi ghê ghê ha. Cái màu á. Ờ cái mỏ ở trong còn cái màu nó nằm ở ngoài đó cái mỏ đó. Lòng thòng kìa. Hả? À lúc nào nó ăn nó sẽ thu ngắn cái màu lại. Ok hay quá. Các bạn nhìn cái phần ngay dưới cái cổ của nó đó. Hả? Nó nhăn nhăn mà nó này nọ giống như cái bộ não của con người vậy đó. Qua đây cho anh nhìn chút xíu coi nè. Đồ liếc kêu anh liếc à. Ủa con này gọi là gà tây chứ đâu phải gà lôi. Gà tây á. Lộn nãy nói nhầm. Này gà này gà tây. Gà này là gì đó Noel đồ lễ tạ ơn đồ ở bên nước ngoài là mận thịt đó. Ngày lễ đó. Kìa nó đang quay mặt coi kìa. Em zoom kỹ cho người ta coi cái hả. Đúng rồi. Đó, cái mặt. Thấy không? Đang đi xè xè lông á. Mấy con này cái bản tính nó dữ không ta? Nó cũng hiền à. Cũng hiền à hả? Dạ. Mình tới đây là hết rồi, giống như là khu trục hiền thôi. Ok. Rồi các bạn, về mặt thú á là nãy giờ chúng ta đã đi full cái farm rồi. Còn khu dưới đây á là để cho mọi người có thể check-in, chụp hình những bức hình rất là đẹp ha. Mình cũng đi dạo một vòng. Đi dạo vòng có cái cảnh nào đẹp không? Đây là gọi là thiên đường sống ảo ha. Có ai sống ảo không kìa? Ơi. Ê bạn nhím nè. Đẹp quá. Ok. Cái này đi qua bên kia coi hình tượng này là tượng gì đó. Có hai bàn tay nè em Bi. Ồ, oh, này bức tượng ý nghĩa là gì em? Không biết nữa hả? Nó cũng hơi có vẻ giống người miền núi rồi ha. Hả, à, sải thước rồi. Đây, lát lên cái cây thông này đứng sống ảo nè. Ồ, bên này cũng có mấy cái trời nè. Hơi bị đẹp á. Ở dưới kia là cái gì ta? Cái đó là hồi đó cái sân này chơi cái gì nè. Tính là bà chủ là tính làm cái khu này á là làm nhà hàng, ví dụ như là đám cưới, tiệc đám cưới cái gì là bên chủ bên phường 12 người ta không cho làm. À chưa khai thác được. Yeah. Rồi. Là khu nghỉ dưỡng là khu trong đó. Dưới này là khu nghỉ dưỡng các bạn, đi xuống đây vòng nữa. Là hết rồi. Hết rồi hả? À ok, giờ đi xuống dốc là hết rồi đó các bạn. Ok các bạn, coi như là nãy giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan hết cái Kim Ngân Hill ha. Thì rất là nhiều động vật cũng như là cảnh đẹp. Thì hy vọng là những cái thước phim nãy giờ cũng giúp cho các bạn giải trí được chút xíu, thoải mái tinh thần chút xíu. Ai mà có dịp lên Đà Lạt chơi á, thì có thể ghé tham quan Kim Ngân Hill ha. Ok, bye bye.